Những bạn sinh sau năm 2000 chắc còn chưa nhìn thấy cái này bao giờ đâu. Thập niên 90 nó là kỷ nguyên của những bộ phim bom tấn hay là album nhạc bất hủ đấy. Băng cassette VHS, chúng ta cùng đi tìm hiểu xem băng từ hoạt động như thế nào nhé. Băng từ thì gồm hai quận bên trong được quấn 250 m dây từ, phía dưới thì có lỗ để quay, phía trước thì có cửa băng để mở ra. Đừng chạm tay vào đây nhé nó sẽ làm hỏng dây từ đấy khi đưa băng vào băng sẽ được hạ thấp xuống cửa băng mở ra hai con lăn sẽ kéo dây ôm sát vào chống từ cục màu đen này sẽ tì sát dây từ vào con lăn và nó sẽ quyết định tốc độ chạy của dây từ đấy thường là vài cm một giây hai thanh tì này sẽ giúp dây luôn được kéo căng khi phát hình Cũng có một đèn led cảm biến ở đây khi hết băng nó sẽ nhận biết được để dừng lại đó là lý do ở hai đầu dây từ đen luôn có một đoạn dây nhựa trong suốt phía này có một cảm biến ghi hình có một mẫu hình vuông nhỏ ở băng từ nếu có mẫu ở đó thì bạn có thể ghi hình nhưng nếu cậy nó ra thì không đó là lý do ngày xưa đi thuê phim về xem chả băng nào có cả các cửa hàng là cậy hết ra rồi chống từ thì sao nó có các đầu đọc và ghi thông tin khi làm việc nó quay 1.800 vòng một phút để tối ưu dữ liệu thì người ta đặt chống nằm nghiêng để quét được quãng đường dài nhất trên sợi dây từ xem hết phim thì bạn phải tua băng ngược lại và thường thì tốc độ tua ở đầu máy không nhanh nên là nhà mình toàn tua bằng tay như thế này này